Xin chào các bạn. Hôm nay Huy Ma kể cho các bạn một câu chuyện là lâu rồi Huy Ma không có đi club, nhưng mà thật ra thì thường á là Huy sẽ cho phép mình là khi mà có vui á thì Huy sẽ cho phép mình uống bia uống rượu hoặc là đi nghe nhạc một chút một mình ở bên này. Và khoảng thời gian trước á, có những cái lúc mà Huy quá chán thì Huy sẽ không kiểm soát được tiền hoặc là lúc đi về, cho nên là Huy bị tiền đâu nó đâu mất tiêu rơi rớt hay là gì đó không ai biết luôn. Cho nên là Huy có kinh nghiệm mà ngày hôm qua không phải là chuyện vui. Thông thường Huy chỉ cho phép mình vui mới được uống bia uống rượu nha mọi người, còn cái chuyện buồn á, nếu mà chịu không nổi á, buồn quá muốn dứt ra một cái gì đó thì mình cho phép mình đi uống bia uống rượu. Là hiếm khi có chuyện buồn mà Huy mới sử dụng cái quyền đó, nên là Huy bỏ 1.500 bạc là cỡ 1.000.000 bỏ trong cái túi kẹt này nè, rồi lúc mà đi về là hết luôn. Hôm qua uống quá trời luôn mọi người, một mình Huy mà uống xong rồi buồn, Huy nói chuyện với người lạ, tâm sự với người lạ, khi mà người ta lại nói chuyện với Huy thì Huy, người lạ ơi cho tôi mượn vài giây, mượn rồi tôi trả đừng vội vàng quá người lạ ơi, là tâm sự với người lạ. Mà khi người ta nói chuyện với Huy thì Huy mới dám nói chuyện lại cho vui thôi. Xong rồi cũng đi về một mình, về sáng ngủ dậy thì không hiểu, không nhớ nè, không nhớ là tại sao Huy về được luôn á hôm qua, mà trong trong cái ví trong cái ví còn còn nhiêu đây, có nghĩa là đem 1.500 bạc là có 1.000.000 là Huy uống còn nhiêu đây này đó, thì còn ở mấy, còn một 70.000 Việt Nam mình nhiêu đây thôi. Cho nên là có nghĩa là cái tiền này Huy đem theo là cầm hờ, là uống quá chén thì chỉ được nhiêu đây thôi, nếu mà có rớt có mất thì cũng không có mất nhiều như ngày xưa là có kinh nghiệm á. Nhưng mà hôm qua không hiểu sao không nhớ luôn cả nhà ơi, không nhớ là ai trở về luôn á trời, không nhớ là không ai trở về hết, nhưng mà ý là không nhớ là sao về tới nhà đi bộ hay là đi xe taxi không nhớ luôn, ghê thiệt luôn á. Mà cũng là hết 1.000.000, cho nên là hôm nay sẽ nấu ăn ở nhà, nấu cơm cháy chà bông với trứng ốp la ăn, để chia sẻ với mọi người một cái câu chuyện mặc dù Huy thấy nó là buồn, nhưng mà Huy buồn có chuyện buồn Huy muốn uống để Huy dứt ra một cái điều gì đó để cho nó thoải mái hơn. Khi mình tiêu tiền cũng là cách để mình bơi đi nỗi buồn mà mọi người, có nghĩa là Huy vẫn vui nha. Sau đó thì Huy vẫn nấu ăn ở nhà, và bây giờ mọi người hãy cùng xem Huy nấu ăn một ngày để tiết kiệm sau khi xài 1.000.000 đó nha. Ôi đồ,